M Music giới thiệu Genfest 2024, phố trong phố, lễ hội âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế lớn nhất Việt Nam. Những mini concert tâm huyết nhất bởi chính nghệ sĩ biểu diễn, đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh và giám đốc âm nhạc Slim V trên một sân khấu festival. Line up sao hàng cực cháy. Open Gangnam Style. Cung trang sao Việt hot nhất phố. Có nó bạn lên Hà Nội bôn ba hai hôm nó cười SH. Thỏa sức sáng tạo, khám phá văn hóa, ẩm thực đường phố trong không gian lễ hội không thể bỏ lỡ. Ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2024, Genfest 2024 phố trong phố được tổ chức bởi M Music, không thể bỏ lỡ. Let's trade phố.